Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Trung Còi Apple TV đây. Hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em nhé. Đây hôm nay mình có một ít 8 Plus rẻ. Đấy, thay màn nó chỉ hơn 2 triệu chút thôi. Thì anh em dùng thay 7 Plus thì là quá ngon luôn. Hiệu năng 8 Plus nhé. Mà thực sự cái dòng màn zin với màn lô của 8 Plus ấy, nó chả khác nhau bao nhiêu. Đấy, tí nữa mình sẽ bật lên cho tất cả anh em xem. Xem. Thì hôm nay những anh em nào đặt hàng của mình hôm nay thì ngày mai mình sẽ gửi sớm đi cho tất cả mọi người nhé. Đây, đầu tiên này, hôm nay mình lên luôn cho anh em một con iPhone XS. Hôm nay mình sẽ quay và sẽ nói và sẽ lên luôn cho anh em, để tí nữa mình lên like cùng mọi người cho sớm nhé. Một con iPhone XS, em ok chưa? Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Con này mình báo luôn cho anh em là đã thay màn thôi nhé. XS quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì, thay màn 3.600.000 đồng cho các anh em nhé. 3.600.000 XS quốc tế full chức năng 64GB thay màn rồi. Đấy, 3.600.000 không lỗi lầm gì, fix chu tôn đầy đủ cho anh em luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường 64GB, máy quốc tế full chức năng pin 90, con này hình thức ok. Đấy, con này mình đang để cho mọi người với giá là 5.9 triệu đi, nghe ok không? Một con iPhone 11 máy quốc tế full chức năng 64GB, 5.900.000 đồng, pin thì là pin 90% nhá, pin zin trong máy 5.900.000 đồng, 11 thường 64GB, màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 đi. Một con iPhone 13 thường 128GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Bên gì màn zin bên zin ngoài là 86-87%. Máy quốc tế full chức năng. Con này mình đang để cho mọi người với giá là ở đây bao nhiêu đây? 10 triệu 2 nhá. 10 triệu 2 chắc từ lâu rồi đúng không? Hôm nay mình để cho mọi người giá là 9 triệu 8 nhá. 9 triệu 800 nghìn đồng. Anh em đã có một con iPhone 13 thường bản 128GB, máy quốc tế full chức năng full face ID dùng rồi nhá. 9 triệu 8. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max, máy quốc tế full chức năng. Con này mình báo luôn là đã thay màn nhé, máy quốc tế không lỗi làm gì, men di đét anh em nhé, đã thay màn. Con này để cho người ra là 6.100.000 đồng cho tất cả anh em luôn. 11 Pro Max 6.100.000 đồng cho tất cả người nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus đấy ạ. 8 Plus quốc tế full chức năng, vân tay vân chân đầy đủ. À đây này, thay màn đây đấy. Thay màn đây nha mọi người. Một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế màu đen, full chức năng, full vân tay, máy Mỹ LLA nhé, máy Mỹ nhé, pin zin 8x. Đấy, con này mình đang để cho mọi người. À con này thì con này mình bán rồi này, con này 2.5 triệu là bán rồi, bán cho một anh khách quen này, mình Vĩ này, quỳ anh vừa đặt cọc xong. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 128GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, hình thức ok. Đấy, hình thức đẹp luôn ấy, tại vì con này lên vỏ kem mà, hình thức đẹp. Còn lại là men zin nhé, con này mình để cho mọi người giá là 10.700.000 đồng, vẫn tặng kèm phụ kiện sạc ốp lưng cường lực cho tất cả anh em luôn nhá. iPhone 12 Pro Max 10.700.000 đồng cho tất cả anh em. Mà vẫn tặng kèm cho anh em hôm nay là ấy nhá. À, hoặc là anh em hôm nay mua điện thoại nhá. Anh em là mua điện thoại cho mình những cái dòng 12 Max này nhá, mình sẽ bao ship cho anh em. Đấy, những dòng 12 Max này, riêng dòng 12 Max hôm nay và 12 Pro nhá, mình sẽ bao ship cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus nữa. Máy quốc tế full chức năng 64GB. Con này là cũng máy quốc tế full chức năng, cũng thay màn, vân tay vân chân đầy đủ nhá. Con này màu vàng gold thì để cho người ra là 2.600.000 nhé. Pin 84-85%, pin zin 84% nhé. Máy quốc tế không lỗi làm gì, vân tay vân chân đầy đủ cho tất cả mọi người luôn. Máy Mỹ nhé, bọn này là máy Mỹ chứ không phải là máy đây, máy Mỹ nhá, LLA 64GB này, vân tay vân chân đầy đủ nhé, cam nét máy đẹp, để cho người ra là 2.600.000 đồng nhé. 8 Plus 2.600.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 128GB, máy quốc tế full chức năng, full face ID. Con này mình pin zin đang là 8x nhá, hình thức quay được đẹp. Pin zin 8x hình thức đẹp, mọi người ok chưa? Vỏ viền ok, màn đẹp. Con này mình đang để cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? Con này mình đang để cho mọi người giá là 10 triệu 8. Ở đâu nhỉ? À đâu? Con này là 12 128GB đúng không? Thì con này để cho mọi người giá là 11 triệu nhá. iPhone con này đẹp lắm, con này vỏ đẹp lắm. Máy màu trắng 11 triệu đồng cho tất cả anh em luôn. iPhone 12 Pro Max bản 128GB, máy màu trắng cực đẹp, 11 triệu đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 thường. Bản này bản 128GB, máy quốc tế full chức năng, full face ID. Con này là bên zin màn zin nhé. Cái này màn nó bị một tí cái trắng trắng ở vài cái này nhá. Mình cam kết cho anh em bảo hành trọn đời, không loang, không mực hay là không nước gì đâu nhá. Bảo hành trọn đời cho em, không loang, không mực nữa, mãi mãi như này thôi. Con này mình đang để cho mọi người với giá là là 6.700.000 đồng cho tất cả anh em nhé.
12 128 GB, 6.700.000 đồng cho các người. Quá ngon luôn, 128 GB 100 nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 128 GB. Sorry anh em nhá. Đây, hổ quá. Mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max bản 128 GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này mình để luôn cho mọi người với giá là 10.600.000 nhá. Bản màu trắng, màn đẹp, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, 10.600.000 đồng, 12 Pro Max 128 GB. Đấy, con này đẹp hơn một tí. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con SE 2020. À, nhưng mà mình cho một con thôi nhá. Một con thì mình đặt cọc rồi nhưng mà quên, sorry anh em. Đấy, mình đặt cọc con này này. Để tạo con này đây nhá. Một con iPhone SE 2020, máy quốc tế full chức năng, full Face ID nha mọi người. Con này thì mình để cho mọi người với giá hôm nay là 2.700.000 đồng nhá. SE 2020, máy quốc tế full chức năng, full vân tay. Đấy, nhỏ gọn hiệu năng ok luôn. 2.700.000 đồng cho các người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max bản 256 GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Bọn này là bọn bản này là bản 2 SIM vật lý nhé. Bản CH là bản dùng được 2 SIM vật lý anh em nhé. À đây, con này máy LLA này. À, con này LLA là 64 GB thôi. iPhone 11 Max LLA Mỹ 64 GB, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì em nhé. Con này mình đang để cho mọi người với giá là 8.300.000 đồng cho cả anh em nhé. 8.3 nha mọi người. 8.3. 11 Max 64 GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 256 GB. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này mình để cho người ra 4.3 nhá. Main zin màn zin pin thay mới 100% rồi. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. 4.300.000 đồng cho cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max anh em nhé. À, 11 thường anh em nhé. Máy quốc tế full chức năng, màn GX. Con này mình để cho người giá là 4.400.000 đồng. iPhone 11 thường, máy quốc tế full chức năng, màn GX anh em nhé. 4.400.000 đồng cho tất cả anh em. Đấy, anh em nào mà muốn dùng ghi cao này mà giá rẻ thì hơn 4 triệu thôi. Giá ngang X thì là 4.400.000 nhé. 11 thường đã thay màn GX, còn lại là full hết chức năng. Main zin nhé, full hết chức năng. Đấy, main zin, màn GX. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 12 thường 128 GB, pin 82%, máy quốc tế zin full zin app. Máy quốc tế zin full zin app anh em nhé. Nhưng mà con này thì mình để cho mọi người với giá chỉ 7 triệu thôi. Đấy, vỏ nó không được đẹp anh em, con này vỏ hơi phẩy nhá. 12 thường 128 GB, zin full zin app, 7 triệu đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro bản 128 GB, hàng zin full zin app, vỏ keng. Đấy, viền keng này, màn đẹp này, không biết xước nhá. Con này mình đang để cho mọi người với giá là 8.900.000 đi, em ok không? 8.900.000 đồng. Anh em đã có một con iPhone 12 Pro 128 GB, zin full zin app. 8.900.000 nha anh em. Còn đây, mình liên tiếp cho anh em một con iPhone 12 Pro nữa, máy quốc tế full chức năng, mình bao cho anh em là main zin màn zin. Đấy, pin zin từ 85 đổ lên. 12 Pro 128 GB, con này mình để cho mọi người với giá là hình thức đây. Con màu đen này thì mình để cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? Màu đen này để cho anh em giá là 8.500.000 anh em nhé. Màu đen cũng 8.500.000 đồng cho tất cả mọi người nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro nữa, con này màu vàng. Đấy, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này mình để cho mọi người, con này máy Mỹ này, con này mình cũng thu lại của khách này. Con này mình thu lại của khách này, con này bản Mỹ, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này mình để cho mọi người với giá là cũng 8.500.000 đồng cho đâu. Xem nào, mình xem con này pin bao nhiêu nhá. 12 Pro nhá, LLA máy Mỹ nhá, 128 GB nhá, không lỗi làm gì. Con này pin là 83%, pin zin theo máy. Con này mình cũng để cho anh em ra 8.500.000 đồng cho tất cả anh em nhá. 8.500.000 đồng cho tất cả mọi người. anh em thích lấy con nào được nhá. Thôi để cho anh em con này cộng 8.500.000 đi nhá. Cũng 8.500.000 mà cũng đẹp, không không biết sức đâu.
Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro 128GB, pin 86%, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì, màn cũng đẹp luôn. Con này mình để cho anh em giá 8 triệu nhé, 12 Pro pin zin 86, hình thức thì sẽ có phẩy một chút đấy, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì nhé, 8 triệu đồng cho tất cả anh em luôn đấy, 8 triệu iPhone 12 Pro màu xanh, máy quốc tế full chức năng, anh em cứ lắp sim mà dùng thôi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro nữa. Con này máy quốc tế full chức năng, con này bản 256GB nhá. Hình thức con này thì nói chung là vỏ không được đẹp. Đấy, mình báo luôn con này vỏ không được đẹp nhá. Máy quốc tế full chức năng đã thay màn, đã thay pin rồi anh em nhá. Pin màn quyền đã thay pin. Mỗi thay màn đôi này nó còn có 1% thôi nên là nó hơi lag anh em nhá. Nó có 1% pin thôi nên hơi lag. iPhone 11 Pro máy Nhật này, bản 256GB, máy quốc tế full chức năng. Pin thì là pin 100% rồi. Đấy, pin thì đã thay pin mới 100% rồi. Con này mình để cho mọi người với giá là 6.300.000 đồng cho các em nhé. 6.300.000 11 Pro 256GB, máy quốc tế full chức năng, không lỗi lầm gì em nhé, máy Nhật. Đây mới đầu pin là 72 này, mình thay pin mới là 100 rồi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max bản 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này mình đang để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? Ui giời, pin zin dưới 80 rồi. Đấy, pin zin dưới 80 rồi. Máy quốc tế full chức năng bản CHA anh em nhé. Bản CHA, con này bản 256GB. AES siêu thấp luôn, con này siêu thấp. AES 14 thôi. Đấy, con này mình đang để, con này bản là bản 2 SIM vật lý nhá, dùng 2 SIM được. Con này mình đang để cho mọi người với giá là 8.700.000 đồng cho các em luôn nhá. 8.700.000 đồng. Đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 64GB pin 84 màn GX. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Con này mình để cho mọi người với giá là 5.64GB màu trắng, 5.2 đi anh em nhé. 10 Pro 64GB màn GX pin 84 5.200.000 đồng cho cả anh em luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus đấy, 8 Plus máy quốc tế full chức năng bên màn zin. Con này pin thay mới 100 rồi. Con này mình để cho mọi người với giá là 3.250.000 anh em nhé. Vân tay vân chân đầy đủ, máy quốc tế Mỹ full chức năng 64GB LLA. Đấy, máy Mỹ nhá, thay pin mới 100% rồi. Con này để cho mọi người giá 3.250.000 cho cả anh em luôn nhá. 3.250.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em iPhone XS Max đây. Đấy, mình lên cho anh em iPhone XS Max nhé. XS Max mình có cả 64 cả 256 nói chung là lẫn hết. Đây, trên đây mình đang cầm là hai con iPhone XS Max bản 64GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Con này, hai con này thì con này pin 89 trong máy, báo 91 này. Con này pin 8X này, máy tính có 91 này. Đấy, con này 91 này, con này pin 8X nhá. Hai con màu vàng gold như này. Đấy, mình để cho anh em với giá là 5.800.000 và 5.900.000 cho tất cả anh em luôn nhá. Con nào pin cao thì là 5.900.000, còn con nào pin thấp hơn thì là 5.800.000 nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì nhá mọi người. Mà là pin zin màn zin em nhé, đây con này pin dưới 80 này, LLA này, 64GB này, 5.800.000. Đấy, con này vỏ đẹp hơn con này một chút, con này pin cao hơn một chút nhưng mà lại 5.900.000, vỏ không đẹp bằng con bên này đâu nhé. Thì những anh em nào mà cứ quan tâm con nào thì inbox mình sẽ gửi chi tiết máy cho tất cả anh em luôn. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con iPhone 12 XS Max đi nhé. Hai con iPhone XS Max, một con này là máy Nhật, đúng, con này đẹp lắm đây. iPhone XS Max máy Nhật bản 256GB, hình thức ok, viền đẹp, màn đẹp anh em nhé, chung viền màn đẹp hết. Pin con này pin zin có 80 thôi. Đấy, pin zin có 80 thôi. Thì con này mình đang để cho mọi người với giá là 8X ấy. Con này 8X là hơn 80 ấy, nhưng mà mình chưa cắm máy tính xem mà là 8 mấy. Con này mình đang để cho mọi người với giá là 6.700.000 đồng nhá, hình thức đẹp dã man luôn, chạm chạm keng luôn anh em ạ. Đẹp chạm keng luôn. 6.700.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. iPhone XS Max bản 256GB. Đấy. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max bản 256GB nữa, máy quốc tế full chức năng, con này bản Hàn nhé, kia bản Nhật. Con này mình để cho người giá là 6.800.000 nhé. Con này cũng đẹp, pin cao hơn một chút, để cho người giá 6.800.000 nhé. XS Max 256GB cũng màu gold, hôm nay mình tặng màu gold thôi. Con này con gì đây? Con này XS Max thay màn này, XS Max thay màn xong rồi anh em ạ. Đây mình thử xem chi tiết nhé. Con này đầu ra này, đây pin dịch vụ bản CH thay mình. Đấy, con này thay màn lô này. Một con iPhone XS Max máy quốc tế full chức năng, con này mình báo luôn là đã thay màn nhé. Còn lại mọi chức năng ok hết. Con này mình đang để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? iPhone XS Max thay màn để cho người giá 4.500.000 nhé.
iPhone XS Max máy quốc tế full chức năng 64GB đã thay màn rồi nhé. Để cho anh em giá 4 triệu 5 nhé, mà không để cho anh em giá là 4 triệu 4 đi. Ok ạ, 4 triệu 400 nghìn đồng cho tất cả anh em nhé. Đâu mình thử xem pin nó là pin còn bao nhiêu. Chắc pin này còn 8X thôi. Pin zin mà. Ôi pin dưới không được 8X, pin được tầm 70, 79 thôi. Mình cắm máy tính xem nó lên chuẩn nó bao nhiêu nhé. Con này mình để cho người giá là 4 triệu 400 nghìn đồng cho cả anh em luôn nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max. Bản này là bản 256GB. Máy quốc tế full chức năng, máy Mỹ nhé. Đấy, 256GB, 12 triệu đồng cho tất cả anh em luôn. LLA iPhone XS Max, 12 Pro Max bản 256GB, máy màu xanh, máy quốc tế full chức năng không rõ làm gì. 12 triệu đồng cho tất cả mọi người nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 256GB, máy quốc tế full chức năng pin 82%. Con này mình để cho người giá là 4 triệu đồng. Đấy, pin 82. Con này máy thì không được đẹp như kia, nó hơi phải một chút nhá. Nhưng bản là bản 256GB. Ok chưa ạ? 4 triệu đồng tròn cho các người nhá. Máy quốc tế không rõ làm gì đâu ạ. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 64GB. Máy quốc tế full chức năng. Đấy, con này pin 8X. Ở đâu? Con này pin kém, sorry anh em nhé. Con này hết pin này, pin kém này. Vỏ thì phải phẩy này, để cho người ra 6 triệu 5. 12 thường, máy quốc tế full chức năng 6 triệu 500 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhé. Đấy thì hôm nay mình có một số kèo đây lên cho tất cả anh em. Những anh em nào mà đang cần mình mua bán hay tư vấn sửa chữa bất kỳ những kèo nào thì nhắn tin là gọi điện trực tiếp qua em qua số điện thoại là 0337 66 97. Đấy là số điện thoại và số Zalo của mình. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video ngày hôm sau.